Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bình Phước vừa bất ngờ kiểm tra bắt quả tang một chiếc xe tải chở 1,4 tấn da, mỡ và sản phẩm động vật đang bốc mùi hôi thối trên đường đi tiêu thụ. Khoảng 6 giờ sáng ngày 8 tháng 12 năm 2018, các trinh sát Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Thanh tra Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Công an xã Xuân Lập, huyện Đồng Phú phát hiện xe tải do tài xế Phan Văn Thành, 41 tuổi điều khiển có nhiều biểu hiện vi phạm trên đường DT741. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 1,4 tấn sản phẩm động vật, trong đó có 900 kg mỡ động vật và 500 kg da trâu bò. Toàn bộ số sản phẩm động vật này đều không rõ nguồn gốc, xuất xứ, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tài xế Thành khai nhận mua toàn bộ số sản phẩm động vật trên từ khu vực thành phố Đồng Xoài và huyện Đồng Phú, sau đó vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Khi đang trên đường vận chuyển thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu tiêu hủy toàn bộ số tang vật và tạm giữ phương tiện để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật.